Ok, đây là Toho Music Cognitive Test, hay nói đơn giản hơn là đố vui nhạc Toho. Khi mình bấm vào đây, nó sẽ cho mình cái này trước Toho 14.3, cái này sau 13.5, Shooting Game, Fighting Game, tất cả. Và vì Fighting Game có quá nhiều remix các thứ nên mình sẽ chỉ chọn Shooting Game thôi. Dưới này là độ khó này. Ta có thể nghe nhạc không 10 giây, 5 giây, 1. Hôm nay mình sẽ chọn cái mà hầu hết mọi người chọn đây, cái này. Trước tiên là viết lại tên mà. Ok, chuẩn bị, mọi người sẵn sàng nhé. Ok, từ thì đã. To đi. Ok, mấy cái này hơi dễ đoán. Ồ, bắt đầu ấy. Mình chịu. Chắc là 16.5. Banky. Smoke. Đây nè. Ở đây chăng? Ha. Cái nạc đầu tiên. Tôi chịu. Xem nào. Mình lệch một màn rồi. Đây là màn 3, đây màn 4. Shining Law. Đây tổ 17. 8 trên 10 cũng thường là kết quả cao nhất của mình rồi. Ở đây chúng ta có leaderboard và mình không nghĩ cái này cầm đặt gì hết. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục ngay, nhưng mà trước đó mình muốn thêm gì đó đây đỡ chán. Cái này được ấy. Ok. To. Bé. To. Chỗ này được ấy, chỗ này được ấy. Ok, lần thứ hai. Vẫn như thế. Seiya. Ok, mình thích bài này. Đó là Frozen Eternal. Da Re again. Mình khá chắc đây là nhạc trên Google. Bài nào? Trên... Chết rồi. Chết rồi.
Đây không? Mình thích nhạc của mày hay. Mình thích nhạc của Red Fairy World. Đừng không nói tên lắm. Chuyển sang bài này. Ồ, nghe này là mình xỉu thôi. Chịu, hoàn toàn chịu luôn. Lại cái này. Chập bài này. Alice. Lại bài này. Nãy mình chọn gì? Có phải bài nãy không? Hay bài nào? Thế là sao? Yeah, thỉnh thoảng web này bị lỗi đấy, bởi vì lâu lắm rồi không cập nhật. Ok, mình không biết làm sao sửa cả. Thấy phần 2. Wow. Nhập Ghostlet. Hỏi thằng Ghostlet sao đã. Mấy bài Menu Team. Oh yes. Oh yes. Yeah, đây là credit, đây ending. Yombo. Thêm Urumi đúng không? Urumi. Ê. Mình không biết, mình không biết. Rồi, lại quay lại. Với Siren. Medicine. Ok, video đến đây kết thúc. Tạm biệt. Yeah, 10 câu hỏi không có leaderboard. Mình chơi cho vui. Hay mình chả có ảnh gì sao này. À, cái này được.
Mình đã thử cái 5 giây này. Mình từng chơi cho 1 giây không phải 5 giây rồi mà mình không thích lắm vì vì mình muốn muốn nghe nhạc. Ok. Cô gà xạ. Ồ, mình thích bài này. Màn 1, 17. Hay là mình vẫn sai rồi. Ok, màn 1. Đã dễ. Mưa. Mưa. Mưa là chắc chắn là phải là 9.5. sáu chấm năm. Nightmare Ok. Đừng là bài nào. Ok, chỉ có nạc của màn X-Shao thôi. Không có màn của Phantasm. Thế thì dễ quá. Ok. Lullaby. Ok, lại quay lại với Sezam rồi. Còn nắm Sezam đấy. 9 trên 10. Quá mạnh. Lúc nào cũng dựa vào mấy cái game ấy. Ban đầu mình tưởng mình sẽ làm tệ lắm cơ. Thế này là quá ổn rồi. Hay mình thử tiếp này. Thử nốt cái 1 giây xem. Yes, thời gian còn nhiều mà. Và để đảm bảo đây lần cuối mình sẽ thêm cái này. Thôi, yep, đây. Ôi, mọi người chuẩn bị không nghe thấy cái gì hết. Mình vẫn nhận ra là để tìm show. Nó hơn nhỉ. Bài này mình không nhớ tên. Mình nhớ được giai điệu nhưng không nhớ tên. Hay là ở đâu, nhớ nó ở đâu hết. Bài nào mình thích thì không lo. Đoán bừa nhé. Ending của 11. God. Oh my gosh. Tất nhiên rồi. Ok, chúng ta nghe này rồi. Tám trên 10. Ôn nãy mình gặp bài này rồi. Mình không ôn bài. Mình đấm cái này. What? Nightmare Diary. Ok. Đằng nào mình cũng không trả lời được. Diary, Nightmare, Nightmare Diary. Mình không để ý là hai bài này giống nhau ấy. Đấy nha, hôm nay mình chơi thế thôi.
New Sound. Ôi, vậy đó là Toho Music Cognitive Test. Mình sẽ để link trang này dưới mô tả. Nhưng mình không thể xuất trang này cho lắm vì nó không cập nhật nữa và hay bị lỗi. Không biết tại sao, còn thách admin mà. Oh no. Oh no. Thảo nào. Oh no. Vậy mình càng không thể xuất trang này nữa. Vậy chào các bạn và hẹn gặp lại.